Em khảo thử cái data nhà chị Nan nhé, bên nhà gỗ Lào thì phòng có gác xét này, bốn góc có bốn cái cửa sổ, phòng nói chung là cũng rộng, ok. Nhà vệ sinh này, bàn bếp này, ồ, phòng nhà thì hơi xéo. Xung quanh đều là ưu hết vị trí ở ngõ 140 Trần Phú nhé. Nhà này thì có 9 phòng thôi nhưng mà nếu mà gộp được cả với lại cái căn ở Kim Giang thì ok. Ban công phòng chị cải tạo này.